Chào các bạn, hôm nay thì tôi có rất nhiều phần quà thú vị. Ví dụ như là loa Logitech này, tai nghe HyperX. Chúng tôi có rất nhiều ổ cứng 1TB ở đây, ổ cứng Western D. Hay là ổ SSD Western D. Không những thế, chúng tôi có cả một chiếc tạp đồ họa GTX1050Ti đấy, của Nvidia. Ở đây tôi còn có 3 chiếc laptop, 2 chiếc của Lenovo và 1 chiếc laptop của HP nữa. Rất là giá trị dành cho các bạn ở đây ạ. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ tặng tất cả những phần quà này cho các bạn. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ tặng tất cả những cái phần quà này cho các bạn. Thậm chí là không chỉ có bằng này đâu mà chúng tôi còn rất nhiều phần quà khác. Và tổng giải thưởng trị giá lên tới 140 triệu đồng. Ngày mai các bạn hãy đến ngay showroom của An Phát tại 49 Thái Hà nhé. Chúng tôi có rất nhiều chương trình dành cho các bạn. Thế lại là các bạn không cần mua hàng, chỉ cần check in tại An Phát thôi thì các bạn cũng có thể nhận quà vào ngày 29 tháng 3 rồi. Các bạn có thể nhận những phần quà ví dụ như là áo phông Logitech, hộp pin các mini, áo phông HyperX, có chìa khóa, ba lô giấy rút, cái PC thì giá 500.000 hay là ổ cứng Western D thì giá 1TB. Ngoài ra thì chúng tôi dành rất nhiều phần quà khác nhau tiền khách hàng nhân tháng kỷ niệm 14 năm sinh nhật của An Phát. Cụ thể là từ ngày 28 đến ngày 19 tháng 3 năm 2018, khách hàng mua đơn hàng trên 2 triệu sẽ được bốc thăm trúng thưởng giải thưởng laptop trị giá 14 triệu. Và chương trình bốc thăm trực tiếp này sẽ được quay trực tiếp vào ngày 29 tháng 3, còn giải thưởng sẽ được trao cho các bạn vào ngày 30 tháng 3. Các bạn có thể nhận được một giải nhất là một laptop HP trị giá 14 triệu đồng, giải nhì là một mainboard Arox Z370 Killer SLI giá bán là 3 triệu 700 nghìn đồng, một chiếc main MSI A320 Bazooka trị giá 2 triệu 368 nghìn đồng, rất nhiều phần quà khác đến từ các hãng như là HP, Arox, Corsair, Abel, Logitech. Rất nhiều phần quà đang chờ đón các bạn. Sau ngày 29, các bạn hãy tự mua hàng tại Afast bởi vì chúng tôi vẫn còn những chương trình bốc thăm dành cho các bạn với giải thưởng cực kỳ lớn. Cụ thể, một giải nhất là một laptop Lenovo trị giá 11 triệu đồng, giải nhì là loa Logitech MX Sound trị giá 2 triệu 790 nghìn đồng, một mainbox Arox B250M Pro 4 giá bán lẻ là 2 triệu 100 nghìn đồng, nguồn con xe với giá bán lẻ là 1 triệu 490 nghìn đồng. Đó là những phần quà dành cho những khách hàng mua hàng tại Afast Computer cũng như là đến check-in tại cửa hàng của chúng tôi tại 49 Thái Hà. Ngoài ra, với những bạn không có điều kiện đến với 49 Thái Hà hoặc các bạn chưa có nhu cầu mua hàng tại Afast thì các bạn vẫn có cơ hội nhận được quà là một chiếc laptop trị giá 10 triệu đồng. Các bạn chỉ cần like, share, tăng 10 người bạn, comment một số có 4 chữ số. Thời gian bắt đầu từ ngày 19 đến 12 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2018. Vào chiều ngày 29, chúng tôi sẽ quay trên random.org để bình chọn giải cho các bạn. Giải nhất là một chiếc laptop Lenovo trị giá gần 10 triệu đồng. Giải nhì là một ổ cứng Western D 1TB. Giải 3 là những thẻ định sim trị giá 500.000. Ngoài ra, chúng tôi có rất nhiều chương trình giveaway trên fanpage, có những giải thưởng cực kỳ lớn. Ví dụ như là ổ cứng Barracuda 2TB, ổ cứng Western D SSD, tai nghe Cloud Alpha. Và đặc biệt hơn, với những khách hàng mà mua hàng tại Afast có trùng ngày sinh nhật là ngày 29 tháng 3, các bạn sẽ được tặng ngay một thẻ 500.000 đồng. Và để quà tặng thêm lớn hơn, chúng tôi đã giảm giá rất nhiều sản phẩm trong thời gian này. Các bạn hãy vào ngay website của Afast để tìm những sản phẩm mà mình cần thiết. Sau đó, các bạn hãy tìm giá và các bạn sẽ thấy bất ngờ vì giá của nó được giảm rất nhiều. Sau đây là dịp kỷ niệm sinh nhật 14 năm của Afast. Chúng tôi có những mức giá cực khủng, ví dụ như sản phẩm chỉ có 14.000, 140.000 hay là 1.400.000 đồng. Và các bạn có thể không thể tưởng tượng rằng nó sẽ giảm giá đến mức đấy đâu. Hãy vào ngay website của Afast để xem giá, cũng như là vào các kênh truyền thông của chúng tôi trên fanpage cũng như YouTube để các bạn biết rõ hơn về chương trình này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai tại An Phát Computer số 49 Thái Hà. Chúc các bạn may mắn!